Kính chào quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng Giêng năm 2019. Trước hết, chúng tôi thay mặt bản tin Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi kính chúc quý vị có được một năm dương lịch dồi dào sức khỏe và luôn gặp điều may mắn. Và cũng kính thưa quý vị là mỗi lần mà chúng ta bước sang năm mới nơi xứ người thì ai ai cũng phải ngậm ngùi cho thân phận quê hương của chúng ta còn trong gọng kìm cộng sản, còn trong một cái ngục tù bao la của người cộng sản đang khống chế toàn cõi đất nước của chúng ta. Kính thưa quý vị, ngày nào còn cộng sản thì ngày đó còn có tù nhân lương tâm, ngày nào còn cộng sản thì đất nước còn có người bị trù dập, ngày nào còn cộng sản thì ngày đó còn có những người can trường đấu tranh, và ngày nào còn cộng sản thì còn có người sống đời tị nạn. Và kính thưa quý vị, kể từ sau năm 1945 cho đến nay, tại Thái Lan vẫn còn có một số người Việt tị nạn đang sống tạm dung và chờ được Liên Hợp Quốc cứu xét để được đi định cư tại một số quốc gia mà chúng ta gọi là đệ tam quốc gia. Nhưng hiện nay thì chúng tôi được biết rằng Canada có thể là quốc gia duy nhất có thể giúp được người Việt tị nạn chính trị ở tại Thái Lan để đi định cư. Do đó nên nhân cái chuyến công tác tại Dayton, Ohio vào trước dịp Giáng sinh thì chúng tôi có được dịp tiếp xúc với lại nhạc sĩ MC Nam Lộc. Dạ vâng, thưa anh Võ Thành Nhân và kính thưa quý vị, thực sự thì lúc sau này tự nhiên có một cái sự quan tâm khá đặc biệt đối với đồng bào chúng ta ở đang còn bị kẹt ở bên Thái Lan. Cho nên một số các địa phương tự động đứng ra để tổ chức những cái chương trình quyên góp hầu giúp đỡ một phần nào cho những người đồng hương chúng ta có cơ hội đi định cư. Thì thưa anh Nhân và thưa quý vị, trước đây thì chúng tôi vẫn thường để ý hoàn toàn đến những người thuyền nhân bị kẹt lại các trại tị nạn cả mấy chục năm rồi. Nhưng mà hiện nay trong cái đợt sắp tới này đó, thì không những cái danh sách thuyền nhân mà do cha Peter Nam Wong là người đã giúp đỡ cho các thuyền nhân ở trại CQ từ hơn 40 năm về trước, ngài đưa ra cái danh sách đó, thêm vào đó lại có một số rất đông các tù nhân lương tâm đã trốn sang bên Thái Lan, các nạn nhân của Formosa, của những người chống đối cái việc đi lao động nước ngoài. Nói tóm lại là đồng bào tị nạn hiện nay có thuộc nhiều thành phần khác nhau, và chúng tôi cũng thấy cái sự ưu tư đó của đồng hương chúng ta. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến thành phố Dayton, Ohio, và vô cùng cảm động đồng bào ở đây. Tuần trước thì tôi đến Philadelphia, và tuần này cũng lại làm cái sự quan tâm và tiếp tay để tổ chức Voice có thể định cư những đồng bào chúng ta còn kẹt lại đi đến Canada. Và cũng như thưa anh Nhân và thưa quý vị, sở dĩ có cái chương trình gây quỹ này là bởi vì hiện nay chỉ có một cái chính phủ duy nhất ở trên thế giới, một quốc gia duy nhất ở trên thế giới nhận người tị nạn một cách đồng loạt như vậy là Canada. Ngoại trừ bên Hoa Kỳ thì thỉnh thoảng họ nhận những cái nhân vật đặc biệt từ trong tù, hay là những người tù nhân lương tâm ở Việt Nam, như gần đây là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ Nấm, hay là trước đây là anh Đức Cầy, hoặc là anh nhạc sĩ Việt Khang, vân vân. Nhưng mà ngoài ra thì họ không nhận trong cái tiến trình định cư đồng bào người tị nạn không có người Việt Nam. Thì ở bên Canada hiện nay qua cái chương trình gọi là Private Sponsorship thì chính phủ Canada sẵn sàng nhận người Việt Nam, nhưng với điều kiện là cộng đồng Việt Nam phải đứng ra để mà lo lắng và gánh vác cho đồng bào của mình. Mỗi một người đến Canada hiện nay thì cần có 5 người bảo trợ ký giấy, và thứ hai nữa là cần ký quỹ và khoảng 10.000 đô la cho mỗi đầu người. Vì thế cho nên nếu mà anh biết là định cư 50 người thì xem như là phải có đến 500.000 đô la là tiền ký quỹ. Nói tóm lại cái tiền quỹ đó để sử dụng vào cái việc mà lỡ những người này không có công ăn việc làm, phải xin trợ cấp, thì chính phủ họ sẽ dùng cái tiền đó để họ giúp cho đồng bào mình. Thì đó là cái kế hoạch hiện nay, và tôi cũng rất là mừng và rất là sung sướng là được đồng bào chúng ta tiếp tay và quan tâm đến vấn đề này, thưa anh. Và cũng trong dịp này thì chúng tôi cũng được dịp tiếp xúc cùng Linh Mục Chánh Xứ Thánh Tâm Dayton, Ohio, được biết sự quan tâm của Linh Mục cùng các giáo dân trong họ đạo như sau. Kính thưa quý đài, là đây là lần tổ chức lần thứ hai mang danh là Dạ Vũ Giáng Sinh, nhưng mà hầu hết là do một nhóm anh em thiện chí để tổ chức, trong đó thì đóng góp nhiều
là do cộng đồng Công đoàn Công giáo Việt Nam, Công đoàn Thánh Tâm và Chúa Giêsu ở Đê Tân này góp rất là mạnh và hợp ý với cộng đồng người Việt Nam. Và cái ý nghĩa của nó là cố gắng để lôi kéo tất cả anh chị em người Việt Nam ở cái vùng Đê Tân rộng lớn này, gồm có rất là nhiều thành phố chung quanh, để đến đây để ít nhất là trước nhất là quý để mừng Giáng sinh, để cho một cách truyền giáo cho người ta biết tin mừng của Chúa, biết Chúa Giêsu Giáng sinh. Cái thứ hai là quý lôi kéo tất cả những cộng đoàn người Việt Nam không có phân biệt tôn giáo để đến đây. Và cái ý nghĩa đêm nay đặc biệt nữa là cố ý là cùng với hợp ý với anh ông Nam Lộc để rồi kêu gọi tất cả người cộng đoàn Việt Nam của mình ở đây, để gọi là trước nhất là lá lành thì đùm lá rách, nhưng mà giờ lá rách thì đùm lá tả tơi, nên trong đêm nay có rất nhiều ý nghĩa. Và không mình nghe dạ vũ, nhưng mà sự thực là không phải dạ vũ, nhưng mà đây là một buổi họp mặt rất là đông trước ngày Giáng sinh để mọi người tụ họp nhau ở nơi đây. Ở đây thì cũng chính vì vọng về quê hương, quê cha đất tổ đó, thì cũng để ý đến là ở đây mà chúng ta thấy chung quanh đây là có lá cờ ba sọc đỏ, thì hầu hết là những người vọng về quê hương và những người sang đây từ năm 1975. Chính tôi cũng là người sang đây 75, thì cái lá cờ này cũng như những người Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn là cố gắng gìn giữ và yêu mến dân tộc, mặc dù hơi khác biệt về chính thể, nhưng mà vẫn cầu mong rằng chính thể thay đổi để một ngày nào đó cũng là dịp Giáng sinh, bởi vì Chúa Giáng sinh mang an bình cho quê hương dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chương trình văn nghệ gây quỹ Giáng sinh trong mùa đông giá lạnh ở thành phố Dayton, Ohio đã mang lại một kết quả cụ thể là 15.100 Mỹ Kim. Ngân khoản này sẽ được Cộng đoàn Thánh Tâm gửi về Voice để giúp cho việc tiến hành các hồ sơ tị nạn tại Thái được định cư tại Canada. Và chúng tôi cũng được biết có một cái tin rất chính xác là vào ngày 7 tháng 7 sẽ có một phái đoàn đến Bangkok để được tổ chức Voice hướng dẫn tiếp xúc thăm viếng đồng hương của chúng ta đang tị nạn chính trị tại Thái. Và chương trình gây quỹ đã chấm dứt với một cái liên khúc nhạc đấu tranh của nhạc sĩ Việt Khang do chính tác giả và ca sĩ Nguyên Khang cống hiến cho toàn thể đồng hương tham dự cái chương trình gây quỹ ngày hôm đó. Kính thưa tất cả quý vị xem đài, Việt Khang trân trọng kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, Việt Khang hôm nay có mặt ở trong chương trình là ca nhạc gây quỹ cho những người tị nạn ở bên Thái Lan. Trong cái không khí Giáng sinh còn vài ngày nữa, Việt Khang cũng muốn góp tiếng hát của mình để giúp cho cái chương trình của buổi tối hôm nay được thành công, để ban tổ chức có được một số tiền, một cái quỹ để mà giúp cho những người anh em, những người tù lương tâm, những người đang sống lưu vong ở bên Thái Lan cần, họ cần cái sự giúp đỡ, quan tâm để mà họ sớm được có cái cuộc sống định cư ở một đất nước thứ ba. Việt Khang trong cái không khí Giáng sinh sắp tới, Việt Khang kính chúc cho tất cả quý vị, những người tù lương tâm đang còn ở trong những cái trại tù ở bên quê nhà, kính chúc cho các anh chị có nhiều sức khỏe và có được một mùa Giáng sinh ấm áp, và luôn nhớ rằng ở bên ngoài những anh em, những người Việt xa xứ cũng luôn luôn quan tâm và cầu nguyện cho tất cả quý vị, và cầu mong một mùa Giáng sinh an lành sẽ đến với tất cả chúng ta, và một ngày không xa quê hương của chúng ta sẽ sớm có được tự do, thanh bình, hạnh phúc. Cảm ơn tất cả quý vị. Một lần nữa, nhân dịp đầu năm dương lịch, chúng tôi xin được kính chúc toàn thể quý đồng hương một năm 2019 đầy thắng lợi và đất nước sớm thoát khỏi gông cùm cộng sản, để thế giới này không còn người tị nạn Việt Nam. Võ Thành Nhân xin được kính chào.